Vâng, chào mừng quý anh chị nhà đầu tư quay trở lại với kênh ITP Club Channel. Thì trong video ngày hôm nay, ngày 3 tháng 12, chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành cảng tái biển. Thì hôm nay em chỉ phân tích hai mã, đó là mã HAH và mã VOT nha chị nhá. Thì trước khi vào nội dung chính của video thì anh chị có thể là cho em một like cũng như là một quả tim dưới phần bình luận để chúng ta tăng cái sự tương tác với nhau nha chị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào phân tích hai mã cổ phiếu. Thì trước tiên thì chúng ta có thể nhìn bên màn hình của em thì chúng ta có thể thấy là hiện tại thì là giá cước vận tải biển thế giới đang tăng rất là mạnh, đúng không anh chị? Đấy, có sự tăng rất mạnh. Thực ra thì vượt đỉnh thì nó là ở hôm ngày 27 tháng 11 rồi. Đấy, hiện tại thì nó lên 3.192 rồi. Đấy. Thì với những thông tin tích cực này thì đương nhiên nó sẽ là có sự tác động tích cực lên những cổ phiếu mà nhóm ngành cảng tái biển, đúng không anh chị? Thì tuy nhiên thì hôm nay em chỉ phân tích cho anh chị hai mã cổ phiếu thôi, đúng không? HAH và cổ phiếu VOT. Còn một số mã cổ phiếu khác thì có thể là sẽ làm video phân tích sau. Rồi đầu tiên là mã cổ phiếu HAH này. Thì về mặt trung và dài hạn trước tiên nhá anh chị nhá. Thì về mặt trung và dài hạn thì hiện tại thì HAH này về mặt đã vượt lên khỏi cái vùng kháng cự. Đấy, cùng tháng vừa rồi, tháng kết thúc tháng 11 là một cái nến là khá tốt, khá tương đồng với VN Index của chúng ta thôi. Đúng không? Một cái nến này thì vượt lên cả vùng kháng cự quanh giá 32.7. Đấy. Đóng nến này hơn một nửa cái thân nến phía trước này. Thì mặc dù là cũng chưa thể gọi là và có cái thực sự là quá mạnh, đúng không? Tuy nhiên đóng nến như này gọi là tích cực rồi. Cái tháng hiện tại thì hiện tại đang ở mới giao dịch của mấy ngày thôi thì chúng ta không bàn đến, đúng không? Quan trọng là hiện tại này đối với khung trung và dài hạn này thì HAH đã vượt ra khỏi vùng kháng cự rồi và có ten can và đã cắt lên Kijun. Đấy, để là một những tín hiệu biểu đồ khá là tích cực cho cổ phiếu này. Còn về khung trung hạn thì làm sao? Thì có quá trình phục hồi, chúng ta thấy là phiên tuần vừa rồi đã cho thấy là dòng tiền đã có tín hiệu tăng lên, đúng không? Có trở tăng. Đấy, phía trên thì mặc dù là ở khung tuần HAH này thì đang có một cái cản giao găm 29. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn, chúng ta đánh giá đây là một cái cản khá là yếu, đúng không anh chị? Đấy, chúng ta nhìn nó đang khá là dốc lên, cuốn lên thì chúng ta nhìn thì chúng ta thấy là giao găm phẳng thì mới gọi là sự là mạnh, còn đã có sự gấp khúc hay là uốn lên như này thì nó sẽ yếu hơn. Đấy. Còn về đương nhiên là hiện tại thì nó vẫn còn vùng đỉnh cũ đây, kháng cự đỉnh cũ này. Đấy. Ở quanh vùng giá 38-39 thì nó cần có thời gian để nó về được cái vùng đỉnh này. Thì, đấy. Nhịp hiện tại với thị trường chúng ta thì để mà nói chúng ta kỳ vọng mạnh thì vẫn chưa, đúng không anh chị? Đấy, thị trường chúng ta này mới có tín hiệu tích cực hơn thôi, mới có tín hiệu tích cực một chút thôi. Đấy. Đấy, mới có tín hiệu tích cực một chút, thì đang có tín hiệu là break qua cái vùng trend line giảm này, đúng không? Kênh giá trên này thì với HAH thì hiện tại chúng ta cũng kỳ vọng một cái nhịp tiến về đỉnh cũ thôi, đúng không? Thế sau cái thông tin này hưởng lợi. Nhịp vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là nó cũng tăng khá là mạnh rồi, từ vùng giá nào 27 lên vùng giá 36. Đấy. Tăng một mạch. Thì về mặt ngắn hạn thì sao? Chúng ta nhìn đây một chút. Rồi, HAH thì có 3 phiên đang tích lũy tại vùng đỉnh này. Nếu như anh chị nào mà đo Fibo, đúng không? Thì, đây là một cái sóng hồi của nó thì chúng ta thấy đây. Khoảng đây thì nó đang về cái vùng giá là 68.1%, 61.8%, đúng không? Thì đây là một vùng kháng cự khá là mạnh trong một nhịp sóng hồi. Đấy, đây là lý do mà nó đang có tín hiệu tích lũy lại đây, đúng không? Thì hiện tại với những anh chị nào mà đang nắm giữ cổ phiếu này ấy, thì với thông tin khá là hưởng lợi, chúng ta vẫn có thể nắm thêm một vài phiên để xem nó phản ứng với cái thông tin này như nào, đúng không anh chị? Đấy, chúng ta kỳ vọng nó sẽ có một nhịp tăng nữa, đúng không? Ít nhất là đâu đấy là 5-7% nữa. Đấy. Đương nhiên thì kỳ vọng có thể là nó cao hơn thì càng tốt, đúng không chị? Còn với những chị nào mà chưa có mã cổ phiếu này, đúng không? Quan tâm thì có thể là chúng ta, một là cổ phiếu này cần thời gian tích lũy ở đây để nó xử lý vùng cản 61
của Fibo ở đây, đúng không? Đấy, tích lũy đây. Hai nữa, nếu có thể là nó yếu hơn hoặc là có một rũ thì nó test lại về cái vùng mà vùng quanh cái vùng giao găm phẳng và mây cung mô phẳng ở đây, quanh vùng giá 35, đúng không? Thì chúng ta vẫn có thể tham gia được quanh vùng này. Đấy, chúng ta có hai vùng nhá. Hiện tại thì có thể nó không về hẳn vùng giá 35 đâu, nó chỉ về test nhẹ quanh giá 35.5 chẳng hạn thì vẫn có thể nhá anh chị nhá. Đấy, chúng ta rải ra, chúng ta mua, có thể tham gia mua ở đây. Thì em đánh giá là những cổ phiếu này chúng ta vẫn có thể quan tâm được. Đương nhiên là còn những mã cổ phiếu khác như dòng chứng khoán, bất động sản, đầu tư công thì chúng ta không nói bàn đến nhá. Chỉ là với những mã cổ phiếu mà anh chị quan tâm dòng cổ phiếu này thì chúng ta sẽ canh đấy, quanh giá 35.5 thì chúng ta vẫn có thể nhận được. Nếu như nó không về đây, nó tích lũy ở trên đây một hai phiên nữa thì nó bứt phá thì chúng ta có thể là quanh vùng này vẫn ok, đúng không anh chị? Đấy, chúng ta nhìn đây Tenkan và Kijun khá chập vào nhau và hai cái vùng giao găm này cũng đang có một sự hội tụ ở đây. Hội tụ ở đây nếu như nó có sự biến động thì nó sẽ biến động khá là mạnh nha anh chị. Đấy. Đấy. Còn nếu như mà không vượt qua được đâu đấy khoảng tầm chúng ta có thể thấy khách sạn có thể là mở quanh ở ngày sang tuần sau, đúng không? Khách sạn có thể mở, nếu như nó không bứt phá được thì nó có thể test lại về đây là bình thường nha. Cho nên là với những anh chị nào quan tâm cổ phiếu này thì nắm giữ thì chúng ta tiếp tục nắm giữ được nha. Đấy. Còn với những chị nào mà muốn mua mới thì chúng ta quanh vùng giá này thôi, quanh giá từ 36 xuống 35 là chúng ta có thể cân nhắc được. Còn với vốt thì anh chị biết vốt là dòng thuần công ty thì nó là thuần vận chuyển, đúng không? Thì đương nhiên là anh chị nó so sánh với chỉ số vừa rồi em đưa ấy, BID ấy, thì là khả năng vốt khá đồng pha với cổ phiếu đấy, với cái chỉ số đấy. Đấy. Tuy nhiên thì về mặt khung trung và dài hạn một chút với vốt thì là trung hạn thì anh chị nhìn là vốt thì đang hiện tại đang có một kháng cự quanh giá 11.5, đúng không? Trung hạn thì không, dài hạn thì không có vấn đề gì, nó chỉ có ở cái vùng kháng cự quanh giá 13.8 thôi. Đấy. Ngắn hạn thì phiên rồi có dòng tiền vào này, đã dòng tiền vào bứt phá qua vùng kháng cự quanh giá 1.2 rồi, đây là một phiên khá là tích cực. Nhưng nếu như mà để mà xử lý vùng cản trung hạn này, nếu như nó mà tích cực, nó tích lũy ở quanh vùng này một vài phiên để nó xử lý vùng cản thì nó sẽ chúng ta là cơ hội để chúng ta có thể là tham gia nhé. Đấy, nó qua được cái vùng mây cung mô phẳng dày phía dưới là cũng hỗ trợ khá là chắc. Đấy, hai kiếm bắt đầu hướng lên nhé. Đấy, nó bứt phá lên, nó test lại. Đương nhiên là nó vẫn có trường hợp nó sẽ bứt phá lên nhé. Tuy nhiên nếu bứt phá lên thì nó chỉ là tích cực cho anh chị nào đang nắm giữ mã cổ phiếu này thôi. Còn nếu mà nó tăng luôn thì với những anh chị nào mà muốn mua mới ấy, thì đương nhiên là không thể mua đuổi được, đúng không? Chúng ta chỉ có chờ khi mà nó test lại thôi. Test lại quanh giá 11.2 hoặc là 11.2 này được một lần nữa thì chúng ta có thể canh từng phần nhặt được. Nha, đấy là đối với vốt thì target của vốt này thì chúng ta sẽ hướng về vùng cao hơn quanh giá 13 này, đấy, 13.5. Còn cắt lỗ thì chúng ta để khoảng 6-8% nhỉ nhá. Đây khả năng là về cái vùng Kijun này. Mua thì mất cái vùng đấy, mất cái vùng 10.5 này là chúng ta có thể là chúng ta cắt được rồi. Bay Kijun thì là chúng ta có thể chạy thôi. Đấy, đối với cổ phiếu vốt, còn HAH vừa rồi thì em chưa đưa cái target, đúng không? Target thì vừa rồi là cũng nói về là về đường đỉnh cũ nhá. Trước mắt là về đỉnh cũ thì cắt lỗ thì chúng ta cũng để là khoảng 6% đến 8% như vậy nhá. Nói chung chúng ta không để cắt lỗ sâu hơn đâu. Đấy, cắt lỗ sâu hơn thì chúng ta khó có thể lấy lại được. Rồi, đây là hai mã cổ phiếu mà em phân tích, anh chị có thể là anh chị có thể tham khảo. Đương nhiên về cái dòng với cái chỉ số giá cước vận tải biển quốc tế này mà tăng ấy, đương nhiên nó sẽ có khá là nhiều dòng nhiều cổ phiếu có thể lựa tiếp. Tuy nhiên em sẽ không phân tích ở đây đúng anh chị nhé. Thì hôm nay chỉ phân tích anh chị hai mã cổ phiếu này thôi. Thì anh chị nào quan tâm thì có thể là đưa vào danh mục anh chị theo dõi. Ok, thì em xin phép kết thúc buổi cái video ở đây. Thì anh chị
chúc anh chị một cuối tuần vui vẻ cũng như là một tuần sau giao dịch thành công hiệu quả anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.